chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của Vietinbank Bắc Nghệ An. Và phần dự thi của Vietinbank Bắc Nghệ An sẽ gửi tới toàn thể tất cả quý vị những lời ca tiếng hát ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi ngành ngân hàng. Và mở đầu chương trình là tiết mục Tự hào ngành ngân hàng Nghệ An, sáng tác lời Vũ Quốc Nam, Lê Thống Nhất, nhạc Vũ Quốc Nam, biểu diễn tốt ca nam nữ Vietinbank Bắc Nghệ An. Và nối tiếp chương trình sẽ là tiết mục đơn ca Xôn xao bến cảng Nhà Rồng, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hữu Thới do anh Hoàng thể hiện. Và kính thưa quý vị, mùa xuân thì hoa mơ hoa đào hé nở, cũng là lúc tiếng khen của người Mông vùng cao vang xa giữa đại ngàn núi rừng. Đó là những bản nhạc tình ca mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, là lời tâm sự, lời nhắn nhủ lòng yêu thương của chàng trai với cô gái mà mình thương yêu. Vietinbank Bắc Nghệ An xin gửi tới toàn thể quý vị tiết mục sáo và búa xuân về trên bản Mông, sáng tác Tiến Tượng, biểu diễn đồng tấu sáo Văn Hiền cùng Tốt Hóa. Chương trình xin phép được bắt đầu. Mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Yeah.
thành công